Dạ để xong rồi, đi xuống. Đây là những người có trách nhiệm cho nên phải hy sinh. Đi xuống thẳng ngặt quý hạng. Rồi bây giờ xin mời trên đây đi sang. Đi theo hướng này. Dạ, hướng này. Chúng ta sẽ đi thành cái vòng liên tục quý vị. Dạ. Và bây giờ xin hãy di chuyển liên tục. Xin đừng dừng lại. Tại vì có rất nhiều người muốn nhìn thấy sản phẩm của quý vị. Tuyệt vời. Linh làm chương trình này từ năm 2011 cho tới bây giờ thì Linh thấy là rõ ràng là nhận thức của xã hội Việt Nam thay đổi nhanh lắm. Thời kỳ đầu không bao giờ có cái chuyện này dễ dàng như vậy, đúng không? Nhưng bây giờ thì rất dễ dàng. Đây là tin mừng cho dân tộc chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta nhận thức, thay đổi nhận thức rất là nhanh. Rồi xin mời nhanh lên. Tại vì có rất nhiều người bị ngạt bên kia. Dạ, ai xong rồi thì trở về chỗ ngồi. Ai không muốn coi nữa thì mình trở về chỗ ngồi. Đẹp kia luôn á. Có mình đi là sướng nhất, các bạn đi được đi ra.